Ăn xem ngon không? Ngon không? Ngon ngon không vậy? Ngon ngon không? Giòn lắm, ông yếu răng mà vẫn thấy giòn. Các bạn ở đây mình làm cơm chiên nước mắm nhá. Đây là cơm nguội này. Nhưng cái cơm nguội các bạn nhớ là nó phải cơm nó phải dẻo dẻo một tí nhá. Dưới này là mình trải một cái giấy bọc thức ăn này này để cho cái cơm khỏi dính này. Bên dưới của mình đây là cái thớt này. Giờ mình mới cho cơm mình dàn đều vào nhá. Mình dàn thật đều ra các bạn, dàn đều ra. Mình bắt đầu lại bọc thêm một lượt cái bóng phủ lên trên các bạn nha, phủ lên trên. Bây giờ mình mới cán mỏng ra nhá, cán mỏng ra. Các bạn làm này, cái này nó tan này, cán càng mỏng, nhuyễn, phải nhuyễn càng tốt. Rồi. Mình không có cái ấy thì mình kia chai sạch mình lăn đến được các bạn. Cho sao cái cơm nó mịn. Khi mình chiên lên thì nó phồng nó ngon. Nhá, mình đã gọi là cán ra xong rồi các bạn. Mịn rồi này. Đây mình lớp cái bóng, đây lớp cái bóng đúng không? Lớp cái bọc thức ăn đúng không? Giờ mình cắt rồi đưa đi phơi khi nào nó khô bắt đầu là ví cho vào chiên các bạn nhé. Mình phơi thì mình chiên thì nó rất ngon, mềm, giòn ngon các bạn. Mình chiên ngay thì cũng được nhưng mà nó không thể ngon được bằng mình phơi. Mình cứ để mình đẹp cái bóng mình phơi cho nó an toàn các bạn. Phơi khi nào mà nó xe mặt rồi mình bóc một lượt bọc cái giấy bọc thức ăn này ra, xong rồi lượt trên xe lại bóc một lượt kia các bạn. Xong rồi nha các bạn nha. Giờ mình đưa đi phơi nha.
giòn tan này. Ăn đi. Ăn xem ngon không? Ngon không? Ngon không? Ngon không? Rất là món thịt. Đây là cơm chiên nước mắm. Hôm nay mẹ làm cho con ăn chiên. Ừ. Hôm nay mẹ cháu làm món cơm chiên nước mắm thử nó giòn. Cho ăn thôi. Ăn nhá. Có giòn không? Giòn lắm, ông Hiếu rằng là vẫn thấy giòn. Này bà lên ăn thử xem là cháu mẹ ăn nó nấu ăn có ngon này. Đây đây. Sao? Đây đây, bà biết cái này ngon không? Giòn không bà? Giòn lắm. Cái này nó là gì nhỉ? Cái đấy là hành, sốt rưới hành vào. Bà ơi. Bà cháu anh đi. Ừ, mà ăn ngặt này. Này ra. Ăn. Giòn ngôi lắm.